À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. À, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. À, thì hôm nay mình nhốt đàn chó đã ráo rồi, mà chỉ còn có gấu vàng với bách hợp với coca là thoát là được. À, tại lý do nó trèo giỏi cả nhà. À, thì ra đây hay hay hóng hớt cái chuyện ngoài đường nè. À, gấu vàng phải hóng hớt chuyện ngoài đường đó cả nhà. Nghe thấy không? Đàn tới bách hợp nè. Vậy về nhà bị mấy kia bị nhốt hết rồi, còn có ba đứa này là chèo ra giỏi thôi. Rồi mấy vàng thì lo không hết ngoài đây hả? Ở đây đây ba đứa cưng gì ở đây ổng ốm vậy chứ ba đứa này nó giỏi cực kỳ luôn nha. Cỡ hàng rào này phóng ra phóng vô bình thường, cỡ mé thai á phóng ra phóng vô bình thường. Không phải ốm mà là lực cả nhà, chứ không ốm. Giờ sạch sẽ không còn con ve nào luôn rồi, ngon lành. Kiểm tra coi. Mấy kia bị nhốt lại đó rồi. Lý do là hôm nay là ngày chủ nhật nên cháu của mình nó hay về thăm thăm bà ngoại. Bà ngoại là mẹ mình đó cả nhà đó, nên có mấy đứa nhỏ nên nhốt lại.
đó, nhà cửa ấm cúng vậy mà còn còn la làng la xóm gì đó. Đó, nhà ok rồi, mát mẻ vậy thôi chứ. Đó, Tết đến rồi cả nhà, 2 tháng nữa là Tết rồi. Đó, qua mai mà nở rồi nè, đó là báo hiệu mùa xuân tới rồi. Đó mà năm nay công việc thì không có, bị rồi suy thoái kinh tế toàn cầu nữa chứ. Đó, rồi không có việc làm nữa chứ. Ôi tùm lum luôn. Nản quá cả nhà ơi. Đây. Ở đây coi, cô ca. Cô ca cưng lắm, é é rồi. Ơi. Ơi lại đây. Ơi. Lại đây. Lại đây. Mấy kia thèm ra lắm á mà ra lát cái có mấy đứa cháu về là nó dí mấy nhỏ chịu không nổi. Rồi mất công buồn phiền nữa. Rồi bắt cá ăn trộm kìa. Ê trộm cá hả? Ồ ok, nhà mình có mấy con cá rồi cả nhà, cá nhiều lắm. Cái nước nó giật xuống giờ cá nổi lên nhiều lắm. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ bấm một like nha. Còn nãy giờ gấu vàng đi vòng vòng rồi mất tiêu rồi. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ bấm một like nha để kênh mình duy trì. Cảm ơn cả nhà nhiều. Cô chú anh chị gần xa nếu ai có khả năng là giúp đỡ cho thằng cuốn của mình nha cả nhà, để cho tụi nó có cơm no ở mặt cả nhà, những dụng cụ mà trị bệnh đủ thứ nữa. Thôi xin chào.